Xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay chị Kim xin sẽ giới thiệu một cái máy cassette mới, kiểu dáng khác nha. Hôm bữa chị giới thiệu về cái cassette Doraemon, thì hôm nay sẽ là một cái cassette hình chú chim Angry Bird. Rất đẹp nè. Và mở bên trong ha. Wow, màu đỏ rực rỡ luôn. Wow, 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 rất đẹp. Đây chính là cassette hình chú chim Angry Bird. Và các bạn nhỏ thấy không? Nó rất là giống cái cassette hôm bữa nha. Một điều tuyệt vời mà chị Chim xin muốn nói cho các bạn nhỏ biết trong video này, đó chính là like video, rồi video này đủ 1.000 like, đủ 1.000 bình luận, chị Chim xin sẽ làm mini game tặng chiếc cassette mini này cho bạn nhỏ nào may mắn nha. Nhớ nha, để lại bình luận ở bên dưới này, like video nhé. Chị sẽ giới thiệu lần lượt. Đầu tiên là đây là cái khe đút tiền, chúng ta sẽ đút tiền vào đây. Thứ hai, đây là cái nút vạch mở cassette. Và thứ ba, đây là bảng số. Chúng ta sẽ thao tác ở trên cái bảng số này. Ví dụ như là nhấn backward, đổi backward, hoặc là nhấn những con số ha. Rất đẹp. Một cái cassette màu đỏ siêu sang. Và in hình chú Angry Bird rất là xinh ha. Bạn nhỏ nào mà không thích nhân vật Doraemon thì có thể lấy chú Angry Bird này. Rồi, khi mà chị Chim xin đã cho sẵn pin ở đây rồi, cho sẵn pin ở trong rồi ha. Để chúng ta chơi. Chị sẽ bắt đầu chơi nha. Khi mà đã cho pin xong thì mật khẩu mặc định của cái cassette này luôn luôn là 4 số 0. 4 số 0 nha. Chị sẽ ấn thử cho các bạn nhỏ coi nè. Đó, đèn đã xanh, tức là lúc này chúng ta đã có thể mở cửa được cassette. Đã không? Và bên hông cánh cửa này các bạn nhỏ có thấy cái nút này không? Gạt qua bên phải nó sẽ là voice. Voice tức là nó sẽ nói, sẽ có cái tiếng người nói hướng dẫn. Nhưng mà tiếng người này là tiếng Anh, cho nên là có thể các bạn nhỏ sẽ không hiểu. Còn gạt qua bên trái này nó chỉ là cái tiếng động bíp bíp như thế thôi ha. Chị sẽ chuyển qua voice thử nè. Rồi gạt qua và chị đóng lại thử nha. Rồi chị thử ấn lại backward nè. Nó sẽ nói please backward nha. Password please. Password please. Đó, cũng mở cái sách được luôn. Nhưng mà người thay tiếng beep thì đã thay bằng cái tiếng của người nói ha. Và chị đổi lại tiếng bình thường nha. Chị không thích cái tiếng của người nói tiếng Anh đâu, vì chúng ta cũng chả có hiểu gì ha. Đó là cái thứ nhất nha. Rồi cái thứ hai là khi mà chúng ta cho tiền vào đây thử nha. Bây giờ chị sẽ bắt đầu cho tiền vào thử nè. Chị Chim Sinh có rất là nhiều tiền ở đây. Chị đã chuẩn bị để chơi cho các bạn nhỏ coi mà. Wow, tiền đô nhé. Đô sinh 50 đô nè, đô la 100 đô la nè. Rất 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 nhiều luôn. Rồi ngoài tiền đô này còn có thêm cả tiền 10.000, tiền 20, tiền lẻ ha. Rất là nhiều tiền lẻ luôn. Và bây giờ thì chị Chim Sinh sẽ bắt đầu bỏ tiền vào ha. Tiếp theo là đồng 100 đô. Thêm nữa nha. Bây giờ sẽ là những cái đồng 2 đô. Wow, chị có rất là nhiều tờ 2 đô luôn. Cho thêm những cái đồng 2 đô vào nha. Rất là nhiều, chỉ có nguyên sắp tiền 2 đô luôn.
bây giờ sẽ là một tờ 500.000. Một tờ 200.000. Thêm một tờ 200.000 nữa. Quá nhiều tiền. Chị Chim xin sẽ bỏ hết tiền vào đây luôn để chị cất tiền đi á. Tờ 100 nha. Chị thử nhét nguyên cục coi. Bây giờ chị thử nhét một lần 4 tờ thử nha. Coi nó vào được không. Dày quá máy không được, cho nên chúng ta chỉ nhét từng tờ hoặc là nhét 2 tờ thôi ha. Đó, nhét 1-2 tờ nó rất là dễ. Đó, quá trời tiền luôn. Chị sẽ nhét 2 tờ một lần ha. Chị Chim xin có 2 tờ 50 đô nữa nè. Đã không? Chị sẽ bỏ vào luôn nha. Hồi nãy chị bỏ mới tiền 100 với tiền 2 đô à. Thì chị sẽ bỏ tiền 5 đô, 50 đô nè cả. Còn kha khá tiền đô luôn. 10 đô nữa. Tiếp tục nha, chúng ta còn ít tờ 1 đô. Chị sẽ bỏ vào luôn. Các bạn nhỏ thấy chị có nhiều tiền không? Ớ bị kẹt rồi. Không sao, khi mà bị kẹt thì các bạn nhỏ cứ rút tiền ra thôi là được ha. Bây giờ chị đang bỏ tiền 50.000 vào. Chị đang thử coi là cái kết sắt này có thể chứa được bao nhiêu. Nó có vẻ đầy rồi á. Nó có vẻ đầy rồi. Chúng ta lắc đi một chút xíu rồi bỏ tiền vào tiếp ha. Wow. Máy hút tiền rất là mượt nha. Khi nào mà nó đầy thì chúng ta cứ lắc lắc một chút xíu cho tiền nó rơi xuống nha. Rồi sẽ cho tiền khác vào. Giờ là tiền 10.000. Wow, tiếp theo chị còn rất là nhiều tiền nè. Nhưng mà máy này có vẻ không được hết rồi. Bây giờ chị Chim xin sẽ mở két sắt ra nha. Mình ấn mật khẩu là 4 số 0. 1, 2, 3, 4 số 0. Xoay núm và mở cửa. Wow, trong này nãy giờ chị bỏ vào đây rất là nhiều tiền nè. Quá trời tiền luôn, quá trời tiền đô luôn nè. Còn nữa, tiền Việt nhiều không? Còn tờ 10.000 nữa, rất là nhiều tiền ha. Và các bạn nhỏ ơi, chúng ta khi mà mua cái này về, mật khẩu mặc định là 4 số 0. Nhưng mà nếu mà các bạn nhỏ muốn đổi mật khẩu thì như thế nào? Rất đơn giản, đầu tiên ấn cái mật khẩu 4 số 0. 1, 2, 3, 4. Rồi mở cánh cửa này ra. À, sau khi mà đã mở cửa rồi thì các bạn nhỏ để cửa như vậy nha, không được đóng sập lại. Một tay giữ cửa mở, một tay giữ nút thăng. Cứ giữ vậy, khi mà đèn xanh chớp thì các bạn nhỏ sẽ nhập mật khẩu mới vào. Mật khẩu mới chị Chim xin chọn là 4, 5, 6, 7 ha. Và kết thúc bằng dấu thăng. Rồi ok, vậy là mật khẩu mới đã được chấp nhận rồi. Đóng cửa sách, đóng cửa két sách lại nhé. Và bây giờ chị sẽ ấn mật khẩu mới nhé. 4, 5, 6, 7. Đó, đèn đã xanh và chị mở cửa được. Rất tuyệt vời phải không? Cho nên không lo nha, chúng ta có mật khẩu riêng của mình.
không sợ ai mở két sắt hết. Và két sắt này là két sắt mini đồ chơi dành cho trẻ em, cho nên nó làm bằng nhựa nhé. Nó giống như một con heo đất thôi, là chúng ta vẫn có thể đập vỡ được. Cái này dùng để cho các bạn nhỏ tiết kiệm tiền cho mình ha. Trong trường hợp mà chúng ta quên mật khẩu thì như thế nào? Chỉ cần mở cái nắp ra, gỡ pin ra, gỡ hết pin ra, rồi lắp pin lại. Đó, sau khi mà đã làm như vậy xong thì mật khẩu sẽ quay trở lại ban đầu là 4 số 0. 1. Wow, rất đơn giản đúng không nào? Vậy là chị Chim xin đã vừa giới thiệu xong về chiếc két sắt mini hình chú chim Angry Bird rồi. Các bạn nhỏ có thể mua chiếc két sắt này bằng cách gọi điện thoại đến số 0979 086789 nha. Hoặc là vào website đồchơichiem.com nhé. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh của chị Chim xinh nha. Nha các bạn nhỏ ơi, tiền nhiều quá, đã quá. Đó là tiền tiết kiệm của chị Chim xinh á. Rồi đủ 1.000 like, đủ 1.000 bình luận, chị Chim xinh sẽ tặng cái sách mini nhé, làm mini game. Còn bây giờ thì chị Chim xinh xin chào tạm biệt các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các em trong lúc sau.